À, chào các bạn, mình đang đứng ở công viên Quang Trung, Quy Nhơn. Mình đang hướng về cái rạp Kim Khánh xưa các bạn. Bây giờ người ta sửa lại là thành Quốc Khánh. Trong đây gồm có một tổ hợp, cũng có rạp chiếu phim, có khách sạn nữa bạn, hình như có khách sạn hay là có khu vui chơi gì đó. À, khu vui chơi các bạn. Như trước khách sạn như bỏ rồi, bây giờ là còn khu vui chơi, và trong đây là có một cái trung tâm mua sắm các bạn. Và ở trên tầng thượng á, là có một quán cà phê bạn, là Cao Coffee ở trên tầng thượng các bạn. À, bây giờ hôm nay mình sẽ đi vào, chủ yếu mình đi lên cái quán cà phê trên tầng thượng các bạn, để review cho các bạn xem cái quán cà phê ở phía trên của rạp Quốc Khánh. Bây giờ tức là rạp Kim Khánh xưa. Bên hông rạp đây là đường Phan Đình Phùng nha các bạn. Còn trước mặt là đường Phan Bội Châu. Nhìn qua phía bên đây là công viên Quang Trung và lầu Bà Đệ cũ. Bây giờ xin mời các bạn theo mình đi lên bằng thang máy nha các bạn, lên tầng 4 để lên Cao Coffee. Xin mời các bạn lên thang máy tầng 4 các bạn, ở rạp Kim Khánh cũ này. Đi lên thang máy tầng 4. Ở đây có một cái quán cà phê trên cao ạ. Nhìn xuống cái công viên. Nhìn qua núi Bà Hỏa. Nhìn qua rạp Trưng Vương cũ nè. Bây giờ là trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Bình Định. Cái view đây chắc ban đêm ngồi nhìn cũng hay hay mà. Đây mình lên ban ngày coi thử ở trên là như thế nào mà. Hiện tại thì đang tầm trưa bạn, 10 giờ rồi vắng khách. Bên kia nhìn qua là thấy cái cột anten của bưu điện cũ ạ. Hồi trước nó bị gãy một khúc á. Gãy chắc mình nghĩ phải hơn một nửa, không biết đâu. Hay là 1/3 gì đó. Đường Phan Bội Châu các bạn. Nhìn qua lầu Bà Đệ các bạn. Nhìn qua lầu Bà Đệ với Grand Center ở phía sau đang xây dựng. Nhìn xuống công viên. Đây sáng nay như là nghĩ sao, để coi thử bên trong người ta có bán. À, trong có máy lạnh. Shop đang bán. Nhưng mà chắc hết khách. Đây có phòng máy lạnh rồi. Bên đây có một cái sảnh. Trong đây là sảnh máy lạnh nữa. Trong đây thì không có nhìn ra cái view thành phố. Mình thấy trong đây ngồi thì cũng được, ngồi cũng được, nhưng mà ngồi ngoài kia nhìn thành phố hay hay hơn ạ. Đây ngồi nhìn ra thành phố nó hay hay hơn. Đây là trên lầu của rạp Kim Khánh. Đây là Cao Coffee các bạn. Cao Coffee. Chắc cà phê ở trên cao quá. Nhìn là chữ cơ các bạn. Đây Cao Coffee. Đây là có cái vườn. Vườn nhìn cũng hay hay trong Cao Coffee. Đây menu
Thì bảng giá có thức ăn nhanh này 45.000 là 30, 50. Đây giờ u cà phê espresso nước ép nói chung giá cũng hợp lý các bạn. Trên này thì view quán đẹp, đẹp nhìn xuống thành phố hay hay mà đây là nhìn thành phố đi lại cái view phía trước nhìn qua đi qua bên đây và bên đây là nhìn qua đường Phan Đình Phùng nữa mà. Đây có một cái dãy ngồi đây buổi tối ngồi cũng hay hay mà đây mình đi ban ngày nó hơi nắng nhưng mà không thấy xuống đường được các bạn, nó hơi cái thành nó hơi cao, nhìn thành phố thì được chứ không nhìn xuống đường được, chỉ có view phía trước á thì nhìn xuống đường nữa. Còn ngồi cái ghế đây các bạn, ngồi cái dãy ghế đây thì nhìn view xuống đường rồi mình leo lên ngồi được các bạn, nhìn xuống thành phố. Còn đêm mà ngồi đây cũng hay hay mà. Nếu mà có trăng lên rồi ngồi đây cũng hay hay. Nhìn thấy cái tháp của chùa Long Khánh luôn các bạn. Đấy, dọc cái view đây là người ta làm đá mà. Đã làm thành cái bàn luôn, ngồi ghế đây luôn. Trên đây người ta làm cỏ nhân tạo, nhìn cũng hay hay. Rồi đây một số bàn ngồi ngay giữa. Ban ngày thì có dù này, nhưng mà ban ngày thì ngồi nó không được mát mà, nó nắng. Nó hành nắng. Thôi bài hình ảnh về Cao Coffee ở trên nóc, xin lỗi, ở trên tầng trên cùng của Kim Khánh, rạp Kim Khánh cũ nha các bạn. Tức là trên tầng thượng của rạp Kim Khánh xưa để các bạn tham quan. Xin chào các bạn, giờ mình sẽ đi xuống. Đây thang máy các bạn, không mang thức ăn bên ngoài, thức ăn nước uống bên ngoài vào quán. Đây mình sẽ đi xuống.